bạn sẽ đoán bán hỏi là cho bán hỏi là con bị cần 1,25 độ ở hai bên mắt phải và trái, có kèm theo loạn thị 1,25 độ ở mắt phải và 1 độ ở mắt trái. Vậy thì em có nên đeo kính thường xuyên không? Bé này thì bị cận loạn, loạn thị cận ấy ở cả hai mắt, và cái độ hai mắt thì nó khá là xem nhau, nó chỉ chênh 0,25 độ loạn thị thôi. Và với mức độ mà kết hợp cả cận thị và cái loạn thị như thế này thì cái mức độ thị lực của bạn này khá là kém, tiên lượng khá là kém, nó chỉ xấp xỉ khoảng 3/10, 2/10 thôi. Thì với mức độ thị lực như thế này thì đầu tiên là bạn này cần phải đeo kính đã, chắc chắn là bắt buộc là phải đeo kính rồi. Thứ hai nữa là có nên đeo kính thường xuyên hay không thì có. Bạn ấy, bởi vì độ loạn thị của bạn này khá lớn, ở mức là trung bình nhẹ chứ không phải là mức nhẹ nữa, là 1 và 1,25 cơ. Thì bạn ấy cần phải đeo kính liên tục, có kết hợp cả cận thị và loạn thị thì cần đeo kính liên tục và thường xuyên nhé. Những lúc mà bạn ấy hoạt động thể dục thể thao thì bạn ấy có thể bỏ ra, có thể bỏ ra một lúc, hoặc bơi thì có thể bỏ ra, nhưng mà nên đeo kính thường xuyên và tránh cái tình trạng là cứ bỏ kính ra thì sau một thời gian nếu mà bỏ nhiều quá thì mình đeo kính đấy nó không quen. Là một. Thứ hai nữa là cận loạn mà không đeo kính thường xuyên thì nó sẽ không tốt, nên là đeo kính thường xuyên chỉ duy đoàn nhé.